Rồi cái này thấy có động nước nè cả nhà ơi. Rồi có luôn cả nhà, hai con ếch bự luôn nè. Rồi hẹp chào cả nhà nha. Thì sau khi mình làm clip bắt chuột rồi mình về nhà mình nướng chao cả nhà. Hai thằng nhậu kết bia xỉn luôn nên mình không có đi đặt lợp ếch được. Hôm nay quay trở lại đặt lợp ếch cả nhà. Đây, hôm nay tiếp tục mình đặt 22 cái nha cả nhà. Thì hôm nay mình tranh thủ mình đặt về sớm, mình còn cắt lúa nhà nữa cả nhà. Giờ này khoảng 5 giờ ngoài rồi. Thì địa điểm hôm nay cũng không có gì khác nha cả nhà. Đây. Cái chỗ này mới bơm nước lên cũng cỡ ngày mấy à. Một hôm mấy nha cả nhà. Mình đặt ở đây cái thôi, còn mình lên trên tuốt dưới kinh doanh dưới cả nhà. Cái chỗ mà bữa đó mình đặt chạy mà nó bị ngập lúc đó cả nhà. Chỗ tuốt dưới kinh dưới á. Để hôm nay mình xuống dưới mình đặt ở dưới chừng có ếch nhiều cả nhà ơi. Rồi mình xuống đây mình đặt cái này quay cho cả nhà coi cái này thôi. Rồi lấy miếng bọc xuống. Nay mồi lò ruột cá, ruột ếch gì tùm lum, mình ba ếch mình mặn mình ăn á cả nhà. Cái mình lấy ruột lại luôn. Lấy ruột lại rồi mình đặt tiếp luôn. Mấy con cá thúi bữa đó mình đặt còn đó, quắt luôn. Bây giờ bữa nay nó thành sắc mắm luôn nè. Không có mồi mình lấy đại mồi này luôn cả nhà. Biết sao giờ thôi, mình đặt đây cái này cả nhà. Xong cái này cả nhà. Rồi hẹn gặp lại cả nhà vào sáng ngày mai mình đi thăm nhé cả nhà. Rồi chào cả nhà nha. Sáng sớm mà mình đi thăm mấy cái lợp ếch cả nhà. Thì cái đầu tiên mình lại mình thấy nước nó ngập rồi nè. Tối người ta bơm nước lên buồn thiệt chứ. Nước ngập ở dưới rồi kìa. Xui rồi, cái đầu tiên xui luôn rồi. Dạ, dạ. Ngập hơn nửa lợp luôn rồi. Chạy con gì. Rồi chứ quớt nha cả nhà. Buồn thiệt chứ. Cái đầu tiên chết luôn cả nhà. Điểm này mong có mà sao xui quá, bị ngập nước nữa. Ám gà bị ngập nước hoài luôn. Cái thứ hai đây dưới đây nha cả nhà. Bữa nay bận quá trời, sáng bận quá làm hết trơn công chuyện. Giờ này mấy rảnh nè cả nhà ơi. Giờ này 7 giờ mấy. Không biết mấy cái ở dưới người ta có đi xới đất đâu không. Ta xới coi như là bỏ luôn, banh lợp luôn. Cua hẹn cái này. Rồi một con cả nhà ơi. Đây một con. Mùa này ít ếch cái nào. Đây, một con nha. Đó. Mùa này ít ếch quá. Ngay mùa ếch mà nước ở giống gì nè. Đặt một cái nó vô. Không 3 4 con, 4 5 con không mới sợ cả nhà. Chém mém chạy hút cái này luôn cả nhà. Qua đặt đây kiếm ếch bự nè, có không? Không có ếch bự thì mình bự. Biết dưới đây có ếch không? Đặt qua đặt thử dưới đây. Cái này phải đặt cá sống cả nhà. Mấy ao hồ này nè. Còn chết nó không nhảy. Rồi không có nha cả nhà. Ốc nó bu ngay giữa, lợp quá trời. Cái miệng lợp. Rồi, cái này chất quất rồi. Cái này chắc xui rồi cả nhà. Dưới địa điểm dưới đây có bộ không ngon rồi cả nhà. Mời chắc đi kiếm đồng khác quá. Đồng này mình đặt hết rồi. Rồi cái cá tiếp luôn cả nhà ơi. Cái này không thấy dán màng nữa. Hôm nay chúng đã xui với sao ta, không chạy luôn ta. Thôi rồi không chạy. Ê con, đừng con nè cả nhà. Rồi con ngẫm củ tỏi hay vậy? Ủa, bậy, còn xong. Ở ngẫm củ tỏi hay chứ, mồi thúi. Thúi không chịu nổi đâu. Đúng là sắc mắm này lợi hại thì cả nhà, một con ngay cả nhà kìa. Như là nó ngần ngấm hay vậy. Rồi, cái kế tiếp không biết tình hình sao đây. Chỗ này mà máy chỗ đất chạy quá trời, phá đất con. Tối chạy hình. Rồi chất quất luôn. Xong phim luôn. Hôm nay là xuôi luôn rồi đó. Đổi mồi thắt mắm lại cái chất quất liền không cái nè. Buồn thiệt chứ. Tại mồi mình bỏ 2 ngày rồi. Mình đi làm clip bắt chuột á, mình bỏ, mình không đặt. Rồi cái tiếp theo trong đây cả nhà. Ồ, mới thấy con rắn ha, con vịt đổ. Té ốc cả nhà ơi. Rồi cái này dấu giò ếch hay dấu giò gì nè cả nhà, lự chân nè nhà, thấy không, nhỏ xíu à đấy. Cái này giống như nhái phu hèn á. Rồi không có luôn. Ơi có con con. Nhái nha, con này cả nhà. Cũng đâu chất quớt thấy dấu giò nhóc chân nè, con nha đấy. Con nghe cả nhà đấy. Rồi mình đi tiếp luôn. Đặt đụng tới đầu dưới không thì đặt lên. Rồi cái này không thấy dán màng rồi cả nhà, dán ít xịu hiệu quạnh nè, đặt nước thúi rồi. Ồ gì cũng đựng con nữa cả nhà đấy. Bữa nay con nắng quá chói quá không cả nhà không thấy. Hôm nay cũng dưới cái tình hình đó làm sao. Cũng trên đây nãy giờ thấy hiệu quạnh rồi đó. Đổi mồi thúi cái chất quớt liền không. Nè nha, nấp dưới đây nè. Đấy. Không. Rồi, đi luôn cả nhà ơi. Gan nè, rồi chết queo hết luôn nè, ấp vô cô gan chết queo luôn nè, 2 con á nha, rồi con nè cả nhà, à. Đấy, để mình lại đây mình rửa ăn cái, rồi nó sình quá cả nhà. Sình quá sình này. Rồi cái tiếp đây luôn cả nhà. Đặt trong đây nè. Buồn ghê. Cái này xui cả nhà. Cái này thấy dấu giò ta. Rồi đựng con cả nhà. Cái con nè. Đấy. Có là mừng rồi. À cái nè. Đó. Rửa một cái. Đấy, một con này cả nhà. Đấy. Mày bự, mày bự. Đấy, một con này cả nhà. Qua đây mình thăm cái bên đây luôn đi. Còng đi lên đi xuống nữa. Ơi đụt. Bên này xui rồi cả nhà ơi. Ở trên kia người ta cũng chạc nữa kìa. Như là bỏ luôn rồi. Chạc hết rồi. Bỏ cả cái tiếp luôn nha nè. Nè, khô gan nước luôn rồi nè, xui nữa nè. Sao xui dưới ta? Rồi chết quớt. Cái này cũng khô nước luôn. Mồi dở mà còn bị xui nữa. Rồi. Này coi như ngày xui ấy. Đi lên trên kia coi còn lợp không hay là chạc nhịp lép hết trơn luôn à. Ê. Rồi chết luôn cả nhà ơi. Hết ếch luôn. Ở đây không ếch luôn. Hay là mồi mà mồi mình mồi này dở quá. Hôm qua hết mồi rồi. Chứ không lẽ nghĩ quay clip cho cả nhà xem. Lấy mồi này quay luôn. Thúi quá thúi. Nay cả nhà xem clip này thông cảm mình tí. Tại mình quay vlog mà dính ít dính nhiều thì mình cũng quay cho cả nhà xem để biết. Chứ mất công cả nhà nói mình bỏ ếch vô. Chứ ở đâu có ếch nhiều vậy. Đâu phải mình quay clip nào cũng có đâu cả nhà. Nhưng khi mình xóa bỏ clip luôn. Hôm gà mình xóa mấy cái clip mà đặt không dính mình xóa rồi. Mà nhiều anh em nói quá hôm nay mình đăng clip này lên luôn. Cho anh em biết. Nghề ông bà cậu này mà bữa trúng bữa thắt chứ không phải là bữa nào cũng dính nè, thắt nữa nè. Đi địa điểm mới đâu phải là ngon đâu cả nhà. Nhằm khi mình đâu biết địa điểm đó có không. Địa điểm nhà thì mình gành đây. Mình biết chỗ nào có ếch chỗ nào không mà mình đặt. Dễ không? Còn đi mấy điểm mới mình đâu biết đâu. Có anh em nào nhà gần đây đi theo mình quay đi sẽ biết. Gian nan khổ hay sao. Rồi mình lại đây mình thăm cái này nữa. Rồi mình để lên xe luôn. Dạ à, không phải chú ơi. Rồi cái này có hàng cái nè. Rồi cái này có nè cả nhà. Vô ếch bự luôn nè. Phải vậy chứ à, thấy không? Vô ếch bự luôn nè. Đấy. Đó. Ếch cành ná luôn cả nhà. Lợp này vô ếch bự luôn nè. Thấy không? Đấy. Mình gỡ lên nữa cho coi cả nhà xem. Rửa một cái. Vô ếch cành ná luôn nè. Đấy. Thấy không cả nhà? À, ếch chà bá luôn. Vô mánh ếch nè. Nhảy phịch 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 phịch. Lâu lâu mới có ếch bự. Để mình rửa cái bọc. Rồi, lên mình quay cho cả nhà xem ếch bự nè. À thấy không? Đấy. Nó leo lên hoài. Chà bá luôn. Khủng không? Cái này vô hai con nghe cả nhà. Một con ếch bự nữa nè. Đó, thấy dạ. Nó mạnh ghê cả nhà. Nó nồng lên một cái xẹp cái hôm luôn. Vô mảnh ếch bự. Tưởng bữa nay chất quớt chứ ai dạ được cái vô hai con ếch bự vậy là mình vui. Hôm nay mình vui đó cả nhà. cho nên chắc quớt hết luôn là thấy buồn lắm. Mấy cái ô giống nước giống gì nè, nó dễ dính lắm cả nhà. Đặt mồi, mồi chững bài mồi á, dính. Bài mồi hôm qua mình dở quá. Cái này gọi là biết dở mà vẫn đặt cả nhà. Vì mà sợ không có clip cho cả nhà xem á, mình phải đặt luôn. Rồi mình đi tiếp hai cái trên kia cả nhà. Rồi hai cái cuối cùng ở đây nghe cả nhà. Cái đầu tiên ở đây nè, thấy nó chất quớt à, không có dán màng hết trơn. Chất quớt này nè, không có dán màng nữa. Bỏ đó đi, vô đây mình thăm cái ở đây nữa. Mong là trong cái vườn này có hết nha cả nhà. Hôm qua phải mình đặt cặp máy đây hết ta, dở. Rồi cái này thấy có động nước nè cả nhà ơi. Không biết tình hình sao, có dán màng nè đó. Vô hàng thấy nó động nước đó. Rồi có luôn cả nhà, hai con ếch bự luôn nè. Đấy, một con đây nè, con này nữa nè. Hai con ếch bự luôn. Đó. Sướng không? Đó. Cái này vô mánh hai cây cuối, mấy cái cuối cả nhà. Đó. Thấy không? Hai ếch bự luôn. Dở lên hai ếch bự nó sướng luôn cả nhà. Đã gì đâu á. Nó cứ nhảy lên hoài cả nhà. Đấy, để gì mới dễ thấy nè. Đó. Nhảy hoài khó quay quá cả nhà. Hai ếch bự luôn nha cả nhà. Ếch trong hầm này ra chứ không đâu hết á. Quá sướng luôn cả nhà. Rồi cuộc hành trình đi thăm bé ếch ngày hôm nay mình đến đây cũng kết thúc nha bạn. Thì hôm nay mồi dở. Mồi dở địa điểm bị xui, bị khô nước, bị chạc tùm lum tà le đó. Có mấy cái cuối này mấy địa điểm ngon ngon nè cả nhà. Vô ếch bành bành không nè. Cũng đỡ cả nhà ơi. Vô được mấy con ếch bự. Chứ mấy con ếch nhỏ, cái mấy con ếch nó bị chết rồi. Rồi video mình đến đây cũng kết thúc nha cả nhà. Để về nhà. Thôi còn ít quá mình chắc mình không đổ cho cả nhà xem đâu. Chắc cả nhà nhìn cả nhà cũng biết rồi. Được mấy con ếch bự nè. Rồi tạm biệt cả nhà ở tại đây luôn nha. Bye bye cả nhà nha.